Cindy Lư bị bóc từ khiến Hoài Lâm, Hoài Linh từ mặt, lộ bí mật giấu kín suốt 9 năm. Những ngày qua, lùm xùm đặt gờ chia tay Du Yên và vướng tin đồn hẹn hò với Cindy Lư, vợ cũ Hoài Lâm đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Đêm 2 tháng 5, nam ca sĩ đã chính thức lên tiếng xác nhận quan hệ tình cảm với vợ cũ Hoài Lâm. Ngay lập tức, không chỉ ba người trong cuộc mà Hoài Lâm cũng bị kéo vào drama này vì anh là một người bạn khá thân với đặt gờ. Câu chuyện đặt gờ yêu lại vợ cũ của bản thân chính thức trở thành một chủ đề mới gây bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Chính vì mối quan hệ bùng binh này mà nhiều người đã phát hiện ra Cindy Lư khi yêu Hoài Lâm hay đặt gờ thì đều vướng phải những lùm xùm tai tiếng. Cách đây nhiều năm, Cindy Lư còn bị cho là nguyên nhân khiến Hoài Lâm bị cha nuôi Hoài Linh từ mặt. Năm 2014, Hoài Lâm trở thành hiện tượng của Vbiz sau khi giành quán quân Gương Mặt Thân Quen, một bước thành sao và con đường sự nghiệp rộng mở. Khi đang trên đà phát triển mạnh mẽ, có sự hậu thuẫn của Hoài Linh thì bất ngờ Hoài Lâm lại công khai yêu Cindy Lư vào năm 2016. Hành động của Hoài Lâm đã nhận nhiều phản đối từ khán giả vì cho rằng anh còn trẻ và sự nghiệp đang lên nên không thể lãng phí lợi thế này. Tuy nhiên, Hoài Lâm vẫn tiếp tục chìm đắm vào mối quan hệ tình cảm với Cindy Lư, liên tục bày tỏ tình cảm nồng thắm với bạn gái và hoàn toàn im ắng trên thị trường âm nhạc. Đến năm 2019, nam ca sĩ chính thức thừa nhận đã kết hôn với Cindy Lư và làm bố, nhưng chỉ hơn một năm sau đã tuyên bố ly hôn. Chuyện yêu đương của Hoài Lâm và Cindy Lư bị cho là nguyên nhân khiến nam ca sĩ lơ là sự nghiệp, gián tiếp dẫn đến bị cha nuôi Hoài Linh từ mặt. Việc Hoài Lâm trượt dài trên con đường sự nghiệp, chìm đắm vào tình yêu, thậm chí bị nghi từng sử dụng chất kích thích được cho là nguyên nhân khiến Hoài Linh phải thất vọng và quyết định từ mặt anh. Hoài Linh đã nhiều lần khuyên bảo Hoài Lâm, nhưng kết cục vẫn đành phải cay đắng thừa nhận Hoài Lâm đã không còn nằm trong vòng tay mình nữa. Do Hoài Lâm có lộc mà không biết giữ, tôi nói không nghe thì đành chịu, Hoài Linh từng chia sẻ. Đặc biệt, tại thời điểm ly hôn, nhiều khán giả còn cho rằng vì yêu Cindy Lư mà Hoài Lâm đánh mất sự nghiệp. Tuy phía nhà trai không có bất cứ phát ngôn nào về việc này, nhưng chính vợ cũ của anh đã phủ nhận. Em không phải là nguyên nhân làm cho Lâm không chăm lo cho sự nghiệp. Thử hỏi có con cái, người vợ nào không muốn chồng mình thành công, có sự nghiệp. Không ai có thể điều khiển một ai nếu như họ muốn. Đừng nói vậy, tội em và cả con em. Sự việc vẫn chưa được dừng lại thì vợ cũ Hoài Lâm bị dân mạng tố có quá khứ bất hảo, thậm chí còn nói dối về việc quen Hoài Lâm suốt 9 năm. Cụ thể, Bảo Ngọc bị một bài đăng vạch trần vì quá khứ từng bỏ học sớm, bị gia đình từ mặt. Đáng nói bài đăng còn tiết lộ, cô chỉ quen Hoài Lâm được 2-3 năm thì chia tay vì gia đình phản đối, vì thời gian này nam ca sĩ chưa nổi tiếng. Sau đó cô hẹn hò một nam DJ khá giả. Trong thời điểm quen người này, vợ cũ Hoài Lâm từng clip livestream văn tục, mặt khá chất chơi. Điều đáng nói là Bảo Ngọc từng công bố tình cảm trở lại với Hoài Lâm ở thời điểm mà trước đó một tuần cô còn hẹn hò với nam DJ, thậm chí còn dẫn Hoài Lâm đến quán của người yêu cũ để chọc giận, khiến nam DJ đăng đàn cảnh cáo với giọng ca hoa nở không màu. Thêm vào đó, bài đăng này còn cho rằng Bảo Ngọc giả tạo khi xây dựng hình ảnh ngoan ngoãn, tiểu thư danh giá, con nhà gia giáo. Cô từng tiết lộ mình không bao giờ rượu bia nhưng lại âm thầm xóa đi những clip đi bar, livestream nói tục. Trong thời gian sống với Hoài Lâm, nhiều người hâm mộ phát hiện rằng cô từng nhiều lần chia sẻ trạng thái, nói về chồng bất tài cũng như dùng tài khoản của chồng để đáp trả fan và kiểm soát nam ca sĩ. Bài đăng bóc trần những bí mật động trời của vợ cũ Hoài Lâm đang nhận được sự chú ý đặc biệt từ cư dân mạng. Thực hư của câu chuyện vẫn chưa được xác thực, nhưng những ồn ào vào thời gian qua đã khiến vợ cũ Hoài Lâm nhận về không ít chỉ trích.